Dạ, là đó đầu tiên thì cho Thu Vân được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến gia đình của anh nghệ sĩ Lê Văn Gàng cùng với tất cả quý cô chú quý anh chị đang có mặt trong buổi tiệc mừng thôi nôi của cháu Lê Cao Đức tối ngày hôm nay. Thì nhân ngày mừng cho cháu sinh nhật tròn 1 tuổi, cô Thu Vân chúc cho con mau ăn chóng lớn, thông minh khỏe mạnh và lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu, và sau này sẽ trở thành một người con có ích cho xã hội, cho mọi người ạ. Dạ, đến với cái buổi tiệc vui hôm nay thì trong một chương trình văn nghệ, Thu Vân xin phép được gửi tặng cho tất cả quý vị với một bài tân cổ trước đi, rồi xíu nữa chắc còn hát một bài nữa tại vì lâu lâu lên lần là mình phải hát cho nó tròn luôn rồi mình mới xuống. Bài hát bài tân cổ được mang tên bài tân cổ gì ta? Bài tân cổ được mang tên Nụ Hồng. Cái này theo lời yêu cầu của các nhạc sĩ, mà trong đó có nhạc sĩ Lê Của. Dạ, bài tân cổ Nụ Hồng sáng tác nhạc Trần Hữu Bích, lời vòng cổ có sơn dạ nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ạ.
nói rồi, không ai lên dựng mic với em được hết trơn trời á. À, nhìn phê ha. Dạ để em đã chuẩn bị là em sẽ hát một mình em và em sẽ mời một cái nam nghệ sĩ, những người anh thân thương của em đã từng đoạt những giải rất là cao trong cuộc thi chuông vàng bổng cổ. Thì em xin phép mời chuông vàng bổng cổ nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê. Dạ. Quá trời lâu rồi. Quá trời nãy giờ hai anh em mới được hát, nãy em hát nào chưa? Ủa vậy hả? Có rồi hả? Bởi vì nhìn thấy anh lạ lạ là em biết rồi. Chị nói gì? Cho cái micro của anh Phương. Nói chung anh em nghệ sĩ đông mà mình hát rồi mình hát lại thì nó cũng hơi rất là ngại. Đúng sao anh, tại vì nghệ sĩ thì một còn một ít, rất là ít khán giả mình vẫn hát, một người khán giả mình vẫn hát. Tại vì ở đây rất là còn những bàn tình thương mến thương đối với gia đình của anh Gàng rồi. Hát bài gì chết đoạn vậy? Anh Gàng yêu cầu lớp chết đoạn Nguyệt Hữu Dương đúng không? Ở này là 56 chứ không phải 12. Phải không? Vậy không, dây đào thì ca dây rê thôi nha. Tại vì cái này mình cổ cao. Được. Rê thăng cũng được. Rê thăng đi. Ăn nữa không? Ba lấy lâu quá, Phương Vân không hát lớp chất trọng này. Mà không biết hát có đủ hơi không? Tại vì giờ này cũng hơi mệt. Có gì thì mong quý bà con, cô bác không cảm bỏ qua nha. Nếu mà nó có bị hụt thì chắc không sao. Xin chào bà. Ông kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi chỉ là một tên ăn mày của hộ. Một gã ăn mày à? Ông kia, ông cần gì? Bả tiền hay là cơm gạo? Thưa bà, tuy tôi là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dụng ý để khắc thực hàng ngày. Ờ, vậy chú muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cấm ngay! Gã mày hỗn láo kia, ngươi là ai? Ngươi là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn khổ này. Kìa, trong bầu anh vẫn còn sống. Không, Thảo Lan. Đừng bảo em chàng anh chưa tới gần. Vì sao? Vì sao lại đánh bạc anh? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quê ngô nên đành phải quay lưng cuối mặt trốn chạy người xa. Để cứu con đi chuyện cần gian trái à, cho dù lòng em vẫn còn. Mỗi thắc mắc biết em xanh tóc mây đã rời bao nỗi nhớ niềm thương.
phải ngày ngày mòn mỏi như mong đêm canh chạy tắt teo, thương đời quá lạnh lẽo chung cô phòng. Gặp lại cô nhân, nhưng khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ. Nhưng có ở đâu đâu mong ngày xưa, đâu còn người của tôi yêu đã lẻ lối sang thuyền. Trần Bảo Quân hãy rời khỏi đây, anh đừng nói gì thêm nữa, anh đợi đi, anh đợi đi. Luôn đó.